Chương 341, Nam Trang Lý Lưu Ly muốn khai phát cách chơi mới. Nhờ ánh trăng, Từ Diệu cảm thấy rõ nữ nhân khuôn mặt, cái nhìn này, nàng ngẩn người. Là nàng. Nguyên lai like là nàng. Nàng là gặp qua Tô Như, Tô Trình Trình xem như trước đây lên kinh Tam Mỹ, tự nhiên người quen biết rất nhiều. Cũng dẫn đến Tô Như cũng bị nàng biết. Từ Diệu cảm có chút không tin, nhưng sự thật đặt tại trước mặt. Nhìn xem trước mặt hai người, nàng có chút khó có thể tin, phản phất bị đổi mới tam quan. Tô Như ít nhất cũng lớn lý tu trúc 15 tuổi a. Hai người bọn họ tại sao sẽ ở cùng một chỗ? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ từ Diệu Cẩm còn có một cái lòng hiếu kỳ không có thỏa mãn đâu. Nàng không có lại nhìn hai người hôn, quay người rời đi. Nếu là chậm, nhưng là tìm không thấy cái kia một chiếc khổng minh đăng. Từ Diệu Cẩm ngẩng đầu tìm, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, thấy được cái kia chén nhỏ mang theo màu đen bút mực khổng minh đăng. Nếu là ngày mai có thể khó tìm, nhưng hôm nay nhưng là chỉ có cái này một chiếc khổng minh đăng là mang theo bút mực sắc thái mắt thấy khổng minh đang hướng về bên ngoài thành bay đi, từ diệu cẩm có chút nóng nảy, nhanh chóng đuổi tới. nàng cũng không phải là muốn đợi đèn rơi xuống, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không cách gần đó một điểm, thấy rõ ràng phía trên viết cái gì. hôm nay không gió, tối đa cũng chính là cấp một cấp hai gió nhẹ, nhưng mà khổng minh đang độ cao để cho từ diệu cẩm hận đến cắn răng. nhìn xem khổng minh đang bay ra khỏi thành, từ diệu cẩm mặc dù khó chịu, nhưng cũng không thể không từ bỏ. liếc mắt nhìn phương hướng là thành đông nam liễu sườn núi từ diệu cẩm lúc này mới trở về khổng minh đăng nhiên liệu là hỏa như vậy một khối nhỏ ngọn nến tối đa cũng liền bay một chén trà theo hôm nay sức gió có thể bay đến năm liễu sườn núi tối đa khả năng lớn hơn kỳ thực cũng chính là hai dặm địa chi bên trong dù sao cũng là từ nội thành điện nơi nào bay tới ngày mai tìm mấy cái tiểu đồng bọn cưỡi ngựa một tìm tất nhiên có thể tìm ra lý tu trúc bút mực vừa nghĩ tới lý tu trúc nàng liền nghĩ tới hai người hôn nhau hình ảnh nhất thời sắc mặt ửng đỏ nhìn giống như rất tuyệt vời bộ dáng mà lúc này Lý Tu Trúc đã mang Tô Như đi tới trước đó định xong khách sạn, tại chữ thiên trong bọc đại triển chân đâu. Sáng sớm hôm sau, Lý Tu Trúc tài mang Tô Như trở về phủ. Tỷ phu ngươi đã về rồi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ngươi làm sao đều không ở nhà đó a? À? Ngô, tỷ phu đi một chuyến bên ngoài thành, vừa trở về. Lý Tu Trúc nói xong, nhìn thấy đã chuẩn bị xong cả một nhà, tiếp tục nói, nếu đều thu thập xong, cái kia chờ ta đổi bộ y phục liền đi đi thôi. Quá tốt rồi, muốn đi chơi. Mưa bụi thật vui vẻ lý lưu ly cũng đi theo mở miệng nói phu quân mau lại đây đỗ tam nương vào nhà giúp lý tu trúc thay quần áo thời điểm nhíu mày tô như ân làm sao nhìn ra được chẳng lẽ ta dịp dung thuật bước lui trên người ngươi có tô như hương vị trên người nàng cũng có hơn nữa không giống với trên người ngươi dính trên người nàng rất nồng nặc lý tu trúc nghe vậy khẽ giật mình trên người nàng rất thơm sao giống như không có lộng nguyệt các nàng hương a đỗ tam nương một bên cho lý tu trúc mặc quần áo vừa mở miệng tiếp tục giải thích không phải nói vẻn vẹn chỉ hương khí đồng dạng một loại hương phấn tại tiểu nữ hài cùng đã kết hôn phụ nhân trên người kỳ thực là hai loại hương vị hơn nữa rất rõ ràng ngươi cùng nàng trên thân thành thục như vậy hương vị ngoại trừ tô như ta chỉ ở lão gia ngươi nhạc mẫu trần thị trên thân từng ngửi được lý tu trúc trì trệ khóe miệng hơi giật giật ngươi nói như vậy có ý tứ gì nhờ ngươi đứng đắn một chút chờ đã ta giống như không có tư cách nói lời này nói đi muốn cái gì Đỗ Tam Nương ngón tay một trận, sau đó lần nữa khôi phục trên tay sửa sang lại động tác, lạnh nhạt mở miệng nói, ta là lão gia thiếp thân thị nữ, đương nhiên lấy lão gia làm chủ, lão gia vô luận làm cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi bảo mật. Lần sau có thể mang theo ta, ta giúp lão gia ngươi thủ vệ, chuyện của các ngươi càng an toàn càng tốt. Lý Tu Trúc nghe vậy nhìn về phía Đỗ Tam Nương, trầm mặt một chút sau mở miệng nói, chờ trình trình nhập môn thời điểm ngươi tới phục dịch A, nàng một người cũng không chịu nổi. Lập tức Đỗ Tam Nương cười, còn đi theo thi lễ một cái tạ lão gia khai ân. Vẫn là cổ đại tốt, ngươi ngủ muội tử, muội tử còn phải cảm ơn ngươi. Thật sự là của chủ nhân ban ân. Nói thật, Tết Nguyên Tiêu ban ngày chính là mua mua mua, tiếp đó đi miếu thờ bái Phật, bái thành hoàng gì, không có gì ý tứ, chủ yếu nhô ra náo nhiệt. Ngô, cũng không phải, còn có biểu diễn. Ngoại trừ tạp kỹ, mỗi năm một lần múa rồng cũng là lúc này cử hành. Từ hoàng cung cửa chính đi ra, dọc theo thanh long nhai đến cùng kết thúc. Lý tu trúc bọn hắn lúc đi ra, múa rồng đội ngũ vừa vặn ra hoàng cung. Cũng may Lý Tu Trúc mang thị vệ đủ nhiều, bằng không đám người này tùy tiện khẽ động cũng phải bị đè ép. Hắn ngược lại là không sợ, nhưng mà hắn nữ nhân và cô em vợ cũng không thể vì vậy mà ăn thiệt thòi. Mấy người nữ nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem dòng người rời đi phương hướng, mở miệng nói, may mang người đủ nhiều, những năm qua cũng chính là ở tửu lầu xem, không nghĩ tới trên đường lại là như vậy. Lý Bích Giao ngược lại là không cảm thấy cái gì, nàng không có xuất giá phía trước thế nhưng là nữ giả nam trang, quanh năm trà trộn ở thành phố giếng đối với tránh né cái này sớm đã có kinh nghiệm nếu không phải là đi theo bọn tỉ muội nếu là nàng mặc lấy nam trang hơi chút dùng sức liền có thể tìm mái hiên nhìn cũng liền một trận này cũng là đi theo ngư long đội đi xem bất quá ba ngày ngư long đội không có cũng liền như vậy chủ yếu còn phải nhìn buổi tối pháo hoa tăng thêm bó đuốc cái kia biểu diễn mới đặc sắc đâu hơn nữa buổi tối múa rồng đội không chỉ là thanh long nhai phải đi khắp trên kinh thành mới tính xong một đêm ngư long múa bình minh mới nghỉ bất quá buổi tối nhìn loạn hơn một điểm, đến lúc đó đại gia muốn nhìn tốt nhất vẫn là dựa theo năm trước quy củ có, đứng tại trên tửu lâu nhìn. Nếu là có tỷ muội suy nghĩ nhiều nhìn một hồi, lại hội vũ, có thể theo ta thay đổi nam trang cùng một chỗ nhìn. Lý Lưu Ly nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Nam trang ai, nàng còn chưa có thử qua. Nếu là mặc vào nam trang cùng phu quân ân ái, cái kia không biết là cảm giác gì. Lý Tu Trúc lông mày nhảy một cái, nhất thời có hình ảnh. 3. A phu quân ngươi đánh ta làm gì lý tu trúc mở miệng nói vừa mới nhìn thấy cái côn trùng ở phía trên nhìn không được lý lưu ly đầu tiên là trong lòng căng thẳng ngay sau đó nhẹ nhàng thở ra trắng lý tu trúc một mắt giữa mùa đông có côn trùng cũng cho ngươi nghĩ ra được chắc chắn chính là nhìn thấy ta vẫn, nhìn không được nam nhân a à, ta còn không hiểu rõ ngươi làm sao bây giờ lý tu trúc nhìn mình hơi hơi phát trung tay có chút nếu không khống chế được thể nội hồng hoang chi lực làm sao bây giờ ngũ tỷ ngươi thật đúng là biết chơi tính ta một người giúp ta cũng tìm một thân nam trang sạch sẽ hơn không cần nam nhân xuyên qua a à. lý bích giao nghe vậy trắng lý lưu ly một mắt nghĩ gì thế ta làm cho nam trang tự nhiên tất cả đều mới t thật đúng là chắc là a à. rất tốt lý lưu ly xem ra ngươi lại muốn thử xem trùng thiên hương trận thấu trường an đã xem cảm giác đi theo đám người rời đi trên đường phố thả lỏng nhiều mặc dù người vẫn như cũ không thiếu nhưng đại đa số tiểu hài tử đều rời đi cho nên đám người cũng sẽ không chen chút. Tỷ phu, đây là chúng ta vân trúc lầu ăn vặt gà gạo hoa A. Muốn ăn. Tấu chương xong. Chương 342, thỏ thỏ khả ái như vậy muốn ăn. Hai cái nhà đầu mặc dù không có đi vân trúc lâu, nhưng mà Lý Tu Trúc cho hai cái tiểu gia hỏa làm qua, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đi, tới nửa cân. gian hàng này là vân trúc lâu quầy hàng, phía trên vẽ lên cây trúc, là vân trúc lâu phát triển hạng mục. Cảm tạ tỷ phu tỷ phu tốt nhất rồi. Hai câu đến từ hai cái ăn hàng tiểu di muội ca ngợi có thế cho Lý Tu Trúc nghe cao hứng. Nhưng mà kế tiếp hắn liền bi kịch. Ngươi có thể lĩnh hội một ngày nhìn hai trận điện ảnh đau đớn sao? Cái này so cái kia thống khổ hơn. Nhất là, quận công, hôm nay lại tới A, à, có phải hay không chúng ta nhà đây rối ăn ngon? Tới nửa cân. Nhìn xem nhà mình các phu nhân ánh mắt kỳ quái, Lý Tu Trúc cố giả bộ bình tĩnh giải thích nói, trong thành quầy hàng chẳng phải những thứ này sao, thường cho mưa bụi bảo châu mua đồ ăn tự nhiên thường xuyên có thể đụng tới lý do này coi như không tệ ít nhất phần lớn người đều tin nhưng mà kế tiếp quận công lại tới ngày hôm qua viên thuốc ăn ngon a à. hôm nay người nhiều lại đến một cân viên thuốc quận công tới nếm thử nhà ta thịt bò kho tương hôm qua ngài thế nhưng là nói ra lần mua quận công cái này mất quả ngài cầm lấy đi ăn hôm qua ngài mua nhiều như vậy cái này coi như ta xin ngài ăn thật sao một chỗ ba cái hôm qua Lý Tu Trúc là triệt triệt để để bị bán sạch sẽ. Nhưng mà có thế oán nhân gia sao? Không thể. Nhìn xem con dâu nhà mình nhóm quá dị ánh mắt, Lý Tu Trúc vậy mà nghĩ không ra cớ gì. Đúng lúc này, Phó Yên Vũ cùng Phó Bảo Châu đi tới Lý Tu Trúc trước mặt. Phó Bảo Châu chăm chú nhìn Lý Tu Trúc, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mở miệng nói, tỷ phu, nói dối nhưng là muốn thật dài lỗ mũi. Xấu hổ, xã hội tính tử vong, nhận mệnh. Có thể làm sao bây giờ? Lý Tu Trúc thở dài, chỉ có thể tiếp tục biên nhưng nhìn lấy tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật theo dõi hắn, hắn cau mày. Cho nên ngươi như thế nhìn chầm chầm tỷ phu làm gì? Ta xem một chút mũi dài tại sao còn không mọc ra. Phốc. Phốc phốc. Ha ha ha. Ha ha ha. Lý Tu Trúc buông tay một cái, tự hắc mở miệng nói, cố sự chỉ là cố sự, làm sao có thể coi là thật. Cố sự nếu là thật, cái kia hứa tiên còn muốn làm thảo mãn anh hùng. Sớm bị bạch tố trinh nổ thành thay khô tốt a. Xà giao một lần, hai ngày cất bước, liền hứa tiên cái kia tiểu tạp lạp mật ta chỉ có thể nói ha ha đát phó nguyệt hoa nghe vậy mau tới phía trước chụp lý tu trúc một chút cùng hài tử nói bậy gì đấy ngô yên tâm các nàng nghe không hiểu phó yên vũ phó bảo châu cho nên liền khi dễ chúng ta nghe không hiểu thôi lúc này lý lưu ly tiến lên âm dương nói phu quân cái này đổi chủ đề bản sự thật là không bằng ta mảy may muốn bất hòa ta học tập một chút a à. bảo ta một tiếng lão sư ta dạy một chút ngươi như thế nào ứng đối cục diện bây giờ ha ha, ta nhờ ngươi dạy. Không phải liền là muốn biết ngày hôm qua nữ nhân là ai sao? Phải không? a à. Lý Lưu Ly nghe tiếng tại bọn tỉ muội sắp theo Lý Tu Trúc ánh mắt nhìn thời điểm, kinh thường mở miệng nói, còn nói sang chuyện khác đúng không, liền phu quân ngươi chiêu này dương đông kích tây, ta 12 thời điểm cũng không cần. Lý Tu Trúc nghe vậy trầm mặt nhìn một chút Lý Lưu Ly, thầm nghĩ, ngươi bây giờ tự hồ cũng không bao lớn, chỉ là không dùng hình mà thôi. Hơn nữa hắn mới vừa rồi là thật không có nghĩ thay đổi vị trí các nàng ánh mắt hắn mới vừa rồi là thấy được một người trong tay còn cầm một kiện đồ vật người là hắn buổi tối hôm qua thấy qua nữ chư sinh từ diệu cẩm đồ vật là buổi tối hôm qua từ trong tay hắn bay ra ngoài khổng minh đăng ánh mắt hắn vô cùng tốt biết mắt liền nhìn ra khổng minh đăng bên trên chữ nữ nhân này đi nhặt hắn khổng minh đăng đi có mau bệnh vẫn là tính toán ta đã như vậy ngươi giúp ta đeo cái qua không quá phận a tốt a tốt a ta giao phó hôm qua ta đụng tới từ diệu cẩm tiếp đó cùng dạo một vòng hắn lời này không có tất cả đều là nói dối tất nhiên trong tay từ diệu cẩm có hắn phóng khổng minh đăng tất nhiên là lúc ấy nhìn xem hắn thả a à, buổi tối hôm qua tỷ phu ngươi cùng nữ chư sinh ngủ sao lý tu trúc nghe vậy vội vàng lắc đầu vân sương lời này ngươi cũng không thể nói mò chúng ta buổi tối hôm qua liền tách ra không tin ngươi có thể để người ta đi từ phủ hỏi thăm một chút nàng nhất định về nhà ta cùng từ tiểu thư thanh bạch ngươi cũng đừng làm ô uế nhân gia danh tiếng nghe được lý tu trúc nói như vậy phó vân sương vô vị lên tiếng nàng còn hy vọng tỷ phu làm ô uế nàng danh tiếng đâu nói không chừng như vậy thì có thế sớm ngày đến tỷ phu nhà nhưng mà lý tu trúc không có chú ý tới lúc này người trong nhà nhóm buông xuống chuyện này một bên tiểu thương cùng người đi đường trong ánh mắt thì lập lòe ánh sáng nữ chư sinh từ diệu cẩm thượng nguyên tiết trước giờ nắm tay an dương quận công cùng dạo lên kinh từ diệu cẩm cùng an dương quận công đêm qua cùng dạo chưa về từ diệu cẩm mang thai an dương quận công hài tử chấn kinh từ Diệu cẩm đái An Dương quận công về nhà cho Từ đại nhân đeo cái mũ chấn kinh Lý Tu Trúc không biết sau đó không lâu liên quan tới hắn cùng Từ Diệu cẩm hai ba sự hội trở thành trên kinh thành trà dư tử hậu đề tài nói chuyện hỏa tốt truyền khắp trên kinh thành Lý Tu Trúc giao phó sau cũng không lại bị thẩm vấn thời đại này vốn là đối với nam nhân rất khoan dung tăng thêm ngoại trừ ba cái tiểu di muội tô trình trình cùng đổ tam nương các nàng càng là thể xác tinh thần đều bị thu thập phục tùng đương nhiên sẽ không quản quá nhiều Tần Bội vân tại giữ nhà không có đi ra. Mặc dù ám sát chuyện đã qua rất lâu, nhưng mà tàng bội vân tự hồ càng ưa thích loại này bị kim ốc tàn kiều sinh hoạt. Hoặc có lẽ là thân là sát thủ nàng đã thức tỉnh trạch nữ thuộc tính. Ngày bình thường có thế trong nhà đợi tuyệt đối không ra khỏi cửa, cho dù là có cái gì ngày lễ hoặc thi hội, nàng cũng là không muốn tham gia. Lý Tu Trúc không biết hắn nghĩ như thế nào, nhưng mà tất nhiên nàng vui lòng theo nàng liền tốt. Dung ngoạn thời gian tự nhiên là qua thật nhanh, chỉ là có chút phế cước đi cho tới trưa hai cái tiểu gia hỏa đã sớm không kiên trì nổi ngồi xuống trên lý tu trúc hai cái cánh tay. Đến nổi những người khác, nhưng là một loại lý tu trúc không hiểu trạng thái. Nữ nhân dạo phố, chân thực chính là huyền huyễn phiến, có trời mới biết ngày bình thường đi trăm mét cũng không muốn đi các nàng là đi như thế nào ra ngày mười vạn bước thành tích. Cứ như vậy ăn một chút dạo chơi đến trời tối, đến lễ tắm xuân chơi tốt nhất thời điểm. Vào đêm bắt đầu, từng chiếc từng chiếc đốt đèn sáng lên tại mỗi cửa hàng cửa ra vào. Từng tiếng tiếng khen tại mỗi cửa hàng trước cửa truyền ra. Lúc này bọn hắn tại một cái cửa hàng trang sức phía trước, nhà này cửa hàng trang sức phía trước treo 20 ngọn đèn lồng, có một cái con thỏ hình dạng đèn lồng lập tức liền đưa tới mưa bụi cùng Bảo Châu chú ý. Tỷ phu, ta muốn cái kia thỏ thỏ đèn. Nhưng mà đối với ưa thích đèn lồng mưa bụi, Phó Bảo Châu nhìn xem con thỏ kia đèn lồng, vừa không chú ý, một dọc to lớn bọc nước ước lý tu trúc ống tay áo. Tỷ phu, ta muốn ăn thỏ thỏ. Phó Yên Vũ nghe vậy lập tức trước mắt đi theo sáng lên, lập tức đổi lời nói. Tỷ phu, tỷ phu, mưa bụi không cần đèn đèn, mưa bụi cũng nghĩ ăn thỏ thỏ. Thỏ thỏ khả ái như vậy, ăn rất ngon đấy, mưa bụi đời này cũng chưa từng ăn so thỏ thỏ càng ăn ngon hơn thỏ thỏ. Cái kia không phải là thỏ thỏ. Tấu chương xong. Chương 343, Bảo Châu Hổ Lan Chi Từ. Lý Lưu Ly đối với hai cái tiểu nha đầu liếc mắt, biết thỏ thỏ khả ái như vậy, các ngươi còn ăn thỏ thỏ. Không giống ta, chỉ có thể đau lòng thỏ thỏ. Ân, ừ, nếu là làm xong, ta cũng ăn. Lý Lưu Ly nghĩ như vậy, nhìn xem lý tu trúc làm bộ đáng thương mở miệng nói phu quân ta không muốn ăn thỏ thỏ ta muốn thỏ thỏ đèn lý lưu ly liếc về phía lý lưu ly ngươi nói lời này không cần quá thái quá lần nào ăn thỏ thỏ ngươi không cướp mặc dù là dạng này nhưng nhìn lý lưu ly nháy mắt to hắn vẫn là nụ cười cưng chiều cười được chưa ta đi xem một chút câu đố rất nhiều một lần mười mấy hai mươi người không có hai phút liền đến phiên lý tu trúc lý tu trúc nhìn một chút con thỏ đèn đề mục nhất thời cười không phải quá khó mà là quá đơn giản cho dù là không cần không có chữ sách hắn cũng trong nháy mắt liền đoán được một người trên lưng treo đèn cung di tộc di chủ nhân vị công tử này đáp đúng nghe vậy chủ nhân mở miệng cười nói ta xem một chút a à, công tử hiếu học hỏi khách khí cái này cũng không khó cho công tử cầm đèn cá đèn lấy đến trong tay lý tu trúc chuyển tay đưa cho lý lưu ly nhưng lần này hai cái tiểu gia hỏa không còn cao hứng thỏ thỏ tất cả mọi người có ăn Dựa vào cái gì ta không có thỏ thỏ đèn? Tỷ phu ta cũng muốn thỏ thỏ đèn. Lý Lưu Ly nghe vậy lập tức nhếch lên miệng nhỏ. Bảo Châu không phải ăn thỏ thỏ sao, tại sao lại cùng tỷ tỷ cướp thỏ thỏ đèn? Tuyệt không ngoan. Bảo Châu nghe vậy một điểm xấu hổ không có, ngược lại ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Lý Lưu Ly. Vậy ngươi có cho hay không ta? Ngươi nếu là không cho ta, ta liền không để tỷ phu thân ngươi. Ân, ừ, cũng không để tỷ phu cho ngươi thân. Lý Lưu Ly lập tức tức giận mở miệng nói, vậy ngươi hỏi một chút tỷ phu ngươi, là nghe lời ngươi, còn không nghe ngươi. Đây chính là phu quân ta, ngươi tiểu gia hỏa này, nghĩ gì thế? Phó Bảo Châu nghe vậy lập tức lông mày nhíu một cái, liếc mắt nhìn nhà mình tỷ phu, xuất khẩu cùng ngôn mở miệng hô, ngươi đang đắc ý cái gì, chờ ta lớn lên một chút cả cho tỷ phu, lập tức ngươi thì không cần tương chiều, để cho tỷ phu đem ngươi bỏ, đánh vào lãnh cung. Nhất thời, Lý Lưu Ly sắc mặt tối sầm, trừng tiểu gia hỏa. Ngươi lại miệng ra cái gì cùng ngôn, bản cung thế nhưng là công chúa còn đem ta đánh vào lãnh cung xuống nha đầu cha ngươi nếu là tại cần phải đập nát ngươi cái mông nhỏ vốn là đang xem kịch phó nguyệt hoa cũng là sắc mặt tối sầm tiến lên liền đem tiểu nha đầu xách ba 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 tâm thanh kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên a à, a à, đại tỷ ngươi làm gì ngươi tại sao muốn đánh ngươi thân yêu muội muội ngươi không thích ta sao tỷ phu cứu mạng a à. nhưng mà lý tu trúc lần này khó được không có bất kỳ cái gì biểu thị Phó Nguyệt Hoa đánh Phó Bảo Châu điểm bọn hắn là hiểu, đây nếu là không để Phó Nguyệt Hoa biểu bày ra biểu thị, cái kia ngày mai trên triều đình sợ là hội xuất đại sự. Cho dù là dạng này, ghim hắn cùng Phó Văn Chương Tấu Chương cũng sẽ không thiếu. Đầy vào lãnh cung, cá nhân tài nào có thể đem người đầy vào lãnh cung? Nếu không phải tiểu hài tử, nói không chừng cũng phải bị bắt lại. Cho dù là dạng này, mới vừa rồi còn đang xem náo nhiệt người cũng lập tức ít đi rất nhiều. Có thể tới giải đố ít nhất có chút văn hóa, tự nhiên sẽ su các tị hung. Hu hu, tỷ phu ngươi không thích ta. T, cũng là cái gì có thế hình chi từ. Lý Tu Trúc nghe vậy khóe miệng giật một cái, thở dài nói, ta liền là quá sủng ngươi, mới có thể nhường ngươi không giữ mồm giữ miệng, tỷ ngươi giáo huấn đúng. Nói xong Lý Tu Trúc hướng về phía Phó Nguyệt Hoa mở miệng nói, đi Nguyệt Hoa, đừng đánh nữa, tiểu hài tử hí khúc đã thấy nhiều, không giữ mồm giữ miệng cũng là vô tâm chi thất. Hôm nay liền đem hai cái tiểu gia hỏa trước tiên tiếp vào trong nhà A, ngươi tốt nhất quản giáo mấy ngày đưa trở về lại. Phó Nguyệt Hoa biết nhà mình phu quân là đang bảo vệ tiểu muội, bảo hộ mẫu thân, trong lòng cũng là tràn đầy xúc động. Nếu là hai cái tiểu muội ở nhà, bỗng nhiên bị người tới cửa tra hỏi, lại hoặc là mang đi, vậy nàng mẫu thân chắc chắn chịu không được kích động. Mẫu thân của nàng thế nhưng là cho tới nay cơ thể đều không tốt. Hừ, chờ trở về lại thu thập các ngươi hai cái tiểu gia hỏa. Đừng khóc, lại khóc liền cho ngươi hai đưa trở về. Lý Tu Trúc nhìn xem ủy khuất Bảo Châu, đem hắn ôm lấy, mở miệng nói, tốt, đừng khóc, tỷ phu cho bảo châu lại làm một cái dễ nhìn đèn đèn đi ô ô tỷ phu vừa nói liền đã nghẹn ngào nói không nên lời phản phất hết sức vĩ khuất một dạng cái kia lớn chừng hạt đậu nước mắt ào ào lưu phó nguyệt hoa nhíu mày nhìn về phía một bên hừ liền gia hỏa này sẽ làm người tốt ta hát mặt đỏ ngươi hát mặt trắng đúng không lúc này lý lưu ly vẫn lên miệng nhỏ đem chính mình con thỏ đèn đưa tới a à, dỗ tiểu tình nhân của ngươi a à. lý tu trúc nghe vậy nhìn xem trên miệng đều nhanh có thế treo treo bình dầu lý lưu ly cười một cái đưa tới tại nàng trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn thơm một ngụm nói giống như ngươi không phải tiểu tình nhân của ta trong lòng ta các ngươi đều là giống nhau trọng yếu nghe vậy lý lưu ly trên mặt lập tức lộ ra nụ cười liền sẽ dỗ ta được rồi được rồi ta không tức giận tới bảo châu cái này thỏ thỏ đèn cho ngươi nghẹn ngào phó bảo châu tại trong ngực lý tu trúc lập tức lắc một cái đầu hơi hơi ngoặt về phía bên cạnh ta còn không muốn ai mà thèm tỷ phu của ta nhất định có thể cho ta tốt hơn đèn đèn đáng tiếc tiếng lòng của nàng không có người nghe được đương nhiên mặc dù không nghe thấy đại gia cũng ít nhiều cũng biết tiểu gia hỏa này có tính tình nhỏ từ bỏ lý tu trúc lúc này bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng các ngươi nhìn cái kia chén nhỏ đốt đèn thật xinh đẹp đại gia theo lý tu trúc ánh mắt nhìn cũng bị cái kia đèn hấp dẫn đó là một chiếc tẩu ảnh đèn đèn cung đình kiểu dáng nội ngoại hai tầng lúc này bên trong nội tráo đang tại tẩu ảnh từng cái quang ảnh từ chụp đèn bên trên hiện ra tiêu thất, rất sống động, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Lúc này liền phó Bảo Châu đều không khóc, quay lại. Bất quá trong mắt nước mắt để cho nàng nhìn không rõ ràng. Vội vàng dụi mắt một cái, lúc này mới nhìn rõ tích một chút. Tỷ phu, ta muốn. Tỷ phu giúp ta, ta muốn. Tỷ phu, ta hoặc. Lý tu trúc. Ngươi đừng ngươi muốn ngươi muốn, cái gì hổ lan chi từ. Làm phiền ngươi nói đầy đủ, không biết còn tưởng rằng ta có thế hình nữa nha. Đúng lúc này, mấy cái ngũ thành binh mã ti người nhanh chóng đi tới bên cạnh còn đi theo một người mặc áo trắng thư sinh yếu đuối chính là bọn hắn ngũ thành binh mã ti người nhìn thấy lý tu trúc bọn người bên cạnh binh sĩ lập tức khẽ giật mình biết đây là đá trúng thiết bản nhưng mà việc đã đến nước này cũng không cho phép bọn hắn không lên vị đại nhân này chúng ta tiếp vào tuyến báo có người ở cái này thảo luận lời nói đại nghịch bất đạo xin hỏi đại nhân biết là chuyện gì xảy ra sao nghe vậy bạch y thư sinh không làm đây không phải hướng về trên người của ta dội nước bẩn sao, nồi này ta có thế cổng. Vừa rồi nữ nhân kia thế nhưng là nói, nàng là công chúa. Đại nhân, ta cũng không có tố cáo ngài, chính là vừa rồi trên đường cùng bằng hữu nói chuyện, bị người nghe được, cho nên bắt ta tới nhận thức, thảo dân cũng là bất đắc dĩ. Ngũ thành binh mã ti người khóe miệng giật một cái, hung hăng nhìn về phía thư sinh. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, lý tại bọn hắn, nhiều lắm là bồi điểm lời hữu ích, nói lời xin lỗi. Tấu chương xong. Chương 344, ngẫu nhiên gặp Tô Tiểu Tiểu. Lý Tu Trúc lý giải gật đầu một cái, mở miệng nói, bản quận công lý Tu Trúc, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đã giáo dục qua. Lý Tu Trúc lập tức đội trưởng nhìn về phía nữ nhân bên cạnh nhóm, nhưng cũng chỉ nhìn lướt qua liền vội vàng cúi đầu. Nếu là An Dương quận công, bên trong phải có hai cái công chúa a, ta thật là gan to bằng trời. Hạ quan không biết công chúa và quận công ở đây, chỗ mạo phạm thỉnh công chúa và quận công thứ tội. Không sao, ngươi cũng là bởi vì công mà đi dẫn đội đội trưởng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra thật sợ lý tu trúc không buông tha tất nhiên quận công giáo dục qua vậy chúng ta liền thu đội quận công cùng công chúa chơi vui vẻ một điểm lý lưu ly cùng lý bích giao hai người vẫn không có mở miệng theo lý mà nói lý tu trúc lời nói hẳn là lý lưu ly tới nói nhưng lý lưu ly bất kể những cái kia đâu lười nhắc mở miệng lý lưu ly đều làm tấm gương lý bích giao càng sẽ không mở miệng mặc dù nàng là ngũ công chúa nhưng lý lưu ly thế nhưng là đích công chúa mấy người rời đi Lý Tu Trúc lúc này mới mang theo chúng nữ hướng về phía trước tẩu ảnh đèn cửa hàng đi đến. Đi tới gần, Lý Tu Trúc khẽ giật mình. Tài thần sòng bạc. Làm sao đều không nghĩ tới thế mà đi tới sòng bạc. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn, xếp hàng người còn không ít, Lý Tu Trúc đi tới một bên đẩy đi vào, cũng không làm đặc thù. Chúng nữ không có vào, mà là tại một bên đi theo hắn di động. Nhưng như thế một nhóm người quá làm người khác chú ý, sòng bạc lão bản nhìn thấy ở bên cạnh trong vũ khí vội vàng đi tới. Đại nhân cái này không phải ngài đứng chỗ, ngài nếu là nghĩ giải đố trực tiếp đi vào liền thành, ngài nhỏ như vậy có điểm tâm kinh run rẩy. Ngô, làm đặc thù không tốt a. À? Lý Tu Trúc lời nói này có chút chần chờ, bởi vì người thật không ít. Đại nhân ngài cái này nói đùa, ngài nhìn nơi đó. Lý Tu Trúc theo lão bản con mắt nhìn qua, chỉ thấy từng cái mặt tơ lụa thiếu nam thiếu nữ từ một bên đi tiến vào giải đố vòng tròn, hiển nhiên là đều không xếp hàng. Cái này, tự hồ biết Lý Tu Trúc không hiểu, lão bản giải thích nói, đại nhân, chúng ta cái này đoán đố đèn kỳ thực là có quy củ, phàm xuyên tơ lụa giả, là có thể trực tiếp tiến vào. Đến nỗi câu đố, ai trước tiên đoán được chính là của người đó. Lý Tu Trúc nghe vậy lập tức ý thức được cái gì, nhìn về phía bên cạnh thời điểm quả nhiên phát hiện mấy người nữ nhân nhau nhau nhìn về phía phương xa, không dám cùng hắn đối mặt. Bất quá nhìn cái kia một đứng thẳng một đứng thẳng bóng lưng, hiển nhiên là đang cười trộn. Mấy nha đầu này, lương tâm hỏng a. À mấy cái lần đầu tiên nghe nói quy củ này cô nương nhưng là theo lý tu trúc ánh mắt nhìn về phía mấy cái tỷ tỷ nhất thời hiểu rồi chuyện gì xảy ra nguyệt hoa lưu ly bích giao lộng nguyệt ấu vi trình trình các ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao lý lưu ly nghe vậy hùng hùng mở miệng nói ta lại không biết năm nay thế nhưng là ta năm thứ nhất tại ngoài cung vượt qua nguyên tiết lý bích giao nghe vậy cũng là mở miệng nói đúng vậy a à, phu quân cái này có thể trách không đến ta cùng lưu ly trên thân mắt thấy hai người chạy trốn phó nguyệt hoa nhếch mép một cái mở miệng nói khụ khụ tối nay mặt trăng thật là tốt đẹp tròn lý tu trúc nghe vậy theo phó ánh trăng lời nói nhìn sang tiếp đó nghiêng mắt thấy hướng phó nguyệt hoa tốt nhất ngươi bây giờ có nhìn thấy mặt trăng phó nguyệt hoa cũng rất im lặng vừa vẫn là tròn trịa trăng tròn lập tức liền bị mây đen bao trùm cái này cũng rất lúng túng lộng nguyệt cùng thẩm ấu vi liếc nhau một cái hai người cũng rất bất đắc dĩ mở miệng nói chúng ta cho là phu quân biết chỉ là muốn làm đặc thù nhìn một chút các ngươi nói gì vậy khá lắm làm nửa ngày là ta làm đặc thù Tốt a, à, ta tin. Lý Tu Trúc nói người đã hướng về bên trong đi đến. Lúc này người ở bên trong không thiếu, phần lớn cũng là hướng về phía cái này tẩu ảnh đèn tới. Lý Tu Trúc nhìn một chút, tẩu ảnh trên đèn có một sợi dây thừng, chỉ cần kéo một phát liền sẽ tẩu ảnh. Lý Tu Trúc ngờ tới bên trong chắc có dây thun trở lại vị trí cũ. Mặc dù niên đại này không có dây thun loại đồ chơi này, nhưng mà động vật da thịt làm thành dây thun co giãn cũng rất tốt. Đông Tây Nam bắt một lòng. Tỷ phu, ngươi biết cái này đáp án sao? phó bảo châu cùng phó yên vũ cũng nhìn xem lý tu trúc tỷ phu muốn bí ẩn này chính xác còn có thể không biết câu trả lời tình huống phía dưới chính xác không dễ đoán lý tu trúc nhìn lướt qua không có chữ sách lập tức liền biết đáp án nhìn một chút thì ra là thế ra đố chữ người cũng coi như là có lòng cái đáp án này là ngây người sững sờ theo tới lão bản cũng là sững sờ bất quá hắn cũng không biết đáp án mà là nhìn về phía một bên người hầu lão bản vị công tử này đã đoán đúng nói chuyện người hầu lộ ra ngay đáp án. Nhìn thấy cái này, đang tại giải đố những người khác nhìn lại. liếc mắt liền thấy được Lý Tu Trúc một đoàn người. Không có cách nào, thật sự là tuấn nam mỹ nữ nhiều lắm. Do nhỏ còn tưởng là ai đoán được đáp án, nguyên lai là quận công, cái kia không kỳ quái. Quận công thi tài tuyệt luân, nghĩ đến giải đố cũng là lợi hại. Theo tô tiểu tiểu mở miệng, từng cái quen thuộc bọn hắn người cũng lần lượt mở miệng. Đỗ Luân gặp qua hai vị công chúa, gặp qua An Dương quận công triệu nam gặp qua hai vị công chúa gặp qua an dương quận công phản tình gặp qua hai vị công chúa gặp qua an dương quận công nhìn thấy nhiều người như vậy chào lý lưu ly cùng lý bích giao cũng không thể không gật đầu đáp lại bất quá nhìn lý lưu ly cái kia không nhịn được bộ dáng hiển nhiên là đối với hình ảnh cực kỳ không vui lý tu trúc nhìn thấy cái này trực tiếp mở miệng nói tất cả mọi người là đi ra chơi liền đều đừng lễ ra mắt mạnh ai nấy chơi liền tốt nói xong lý tu trúc nhìn về phía lão bản đèn a à a à này liền cho ngài. Cầm tới tẩu ảnh đèn bảo châu nhất thời lộ ra nụ cười. Cảm tạ tỷ phu. Một bên mưa bụi không nói chuyện, giống như gặp cảnh khốn cùng một dạng cúi đầu, trong miệng nhỏ giọng toái toái niệm, tỷ phu không thích ta. T, cái này từng cái tiểu tổ tông còn có để cho người sống hay không? Thật sợ ta không hình A. À. Mưa bụi xem có yêu mến đèn sao. Nếu như không có chúng ta liền thay đổi một nhà. Nói xong Lý Tu Trúc nhìn về phía sau lưng các nữ nhân tiếp tục nói, các ngươi cũng xem, có yêu mến nói cho ta biết cho các ngươi một người cầm một chiếc đốt đèn chúng ta liền đi hoa nở thuyền cùng khổng minh đăng phó nguyệt hoa nghe vậy cười cười tùy ý nhìn lướt qua nhìn thấy một cái cũng tạm được mở miệng nói liền cái này a à. nàng ngược lại là đối với hoa đăng tuy cầu không lớn cho nên tùy ý làm một cái còn có thể là được lý tu trúc theo phó ánh trăng ánh mắt nhìn đó là một chiếc cá đèn câu đố là hồng nương lão bản cái này cho ta lấy bên trên đáp án là thù thù lệ thù lão bản nghe vậy thậm chí đều không hỏi đáp án trực tiếp tiến lên giúp cầm xuống cũng chính là vừa rồi cái kia tẩu ảnh đèn quá nhiều người nhìn chằm chằm, cái này cá đèn không có mấy người nhìn, tự nhiên tùy tiện một đáp án liền có thể cầm, dù là không đúng. Tiếp nhận cá đèn, đưa cho Phó Nguyệt Hoa sau Lý Tu Trúc dẫn người đi. Tô Tiểu Tiểu nhìn một chút, vẫn là không có đuổi theo. Hôm nay Lý Tu Trúc mang nữ nhân nhiều lắm, nàng cứ trừ làm lá xanh, cái gì cũng làm không thành. Nhưng mà Tô Tiểu Tiểu không có đuổi kịp, có một người lại theo sau. Tấu chương xong. Chương 345, cùng Bích Tú Tâm ngoài ý muốn gặp mặt nhưng mà tô tiểu tiểu không có đuổi kịp, có một người lại theo sau. Cái này cùng lên đến người không là người khác, chính là trở về lên kinh bích tú tâm. Phía trước nàng và ninh đạo kỳ cầu kiến Lý Tu Trúc cũng không thành công, bây giờ ngẫu nhiên đụng phải, tự nhiên muốn nhiều quan sát. Lý Tu Trúc ngay từ đầu cũng không chú ý tới bị để mắt tới. Thế nhưng là bích tú tâm ánh mắt cùng người bình thường tự nhiên có khác nhau, nhất lưu cao thủ nàng là có thế bi hiếp bờ được Lý Tu Trúc. Là lấy đến nhà tiếp theo hoạt động tơ lộ trang lúc, Lý Tu Trúc ý biết đến mình bị đi theo hắn theo con mắt nhìn qua, lập tức sửng sốt một chút. Chỉ thấy một cái chừng 30 tuổi, người mặc toàn thân áo trắng Mỹ thiếu phụ đang nhìn hắn. Mỹ thiếu phụ cầm trong tay một cái màu trắng liền vỏ trường kiếm. Cái này Lý Tu Trúc ngược lại là một điểm không ngoài ý muốn, dù sao có thế đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng liền người giang hồ. Nữ nhân này hắn cũng không nhận ra, Lý Tu Trúc ngay từ đầu vốn đang tưởng rằng sát thủ, nhưng mà nữ nhân này cũng không có phát ra sát ý. Ngay tại Lý Tu Trúc không hiểu thời điểm, Bích Tú Tâm bỗng nhiên đối với hắn gật đầu một cái lần này cho Lý Tu Trúc kiếm không ra, đây là ý gì? Nhận biết ta? Ta như thế nào không có ấn tượng? Ngay tại Lý Tu Trúc suy xét hai người có phải hay không thấy qua thời điểm, Lý Tu Trúc chợt phát hiện đối phương đi tới. Ân. Bích Tú Tâm rất nhanh liền bị thị vệ ngăn cản. Lúc này Lý Tu Trúc đi lên trước mở miệng nói, ngươi biết ta. Bích Tú Tâm nghe vậy một tay làm một Phật lễ, mở miệng nói, An Dương quận công nửa năm này thế nhưng là hồng biến lên kinh, bần ni biết quận công, cái này rất hợp lý lý tu trúc nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút một cái bần ni liền để hắn biết đây là ai bích tú tâm không nghĩ tới tú tâm có thể để cho quận công nhớ nhung hết sức vinh hạnh lý tu trúc nghe vậy cười cười mở miệng nói cũng không thể nói nhớ nhung hai ngày trước ngươi cùng ninh đại sư tiến đến bái phỏng bản công có chút vội vàng thất lễ ngược lại là không nghĩ tới tại cái này đụng tới ninh đại sư đâu như thế nào không có thấy ninh đại sư bích tú tâm không nghĩ tới lý tu trúc ngay thẳng như vậy bất quá cũng không để ý tu tâm mười mấy năm sẽ không vì mấy câu nói đó liền phá phòng ngự ninh đại sư có việc tạm thời cùng tú tâm tách ra tất nhiên vừa vặn đụng tới quận công không biết tú tâm có thể hay không có thể cùng quận công cùng dạo nghe vậy một mực đang quan sát phó nguyệt hoa bọn người lông mày đều là nhíu một cái lý lưu ly càng là không khách khí mở miệng nói sư thái không biết hôm nay là ngày gì sao cũng đúng sư thái cô gia quả nhân chắc chắn không biết nam nữ tình yêu nói xong lý lưu ly hướng về phía bích tú tâm nhíu mày lời nói xoay chuyển nói nếu là sư thái muốn thử xem ta có thể đem phu quân ta cho ngươi mượn thử xem đương nhiên giới hạn tại thực thao lý tu trúc nghe vậy nhìn về phía lý lưu ly ánh mắt bên trong lộ ra mấy chữ cái này thực thao hắn đứng đắn sao đồng dạng cái này một lòng âm thanh bị phó nguyệt hoa bắt được lập tức phó nguyệt hoa trắng lý tu trúc một mắt nhưng lại nhìn bích tú tâm mi thanh một tú trên mặt mặc dù thanh đạm nhưng lại trắng nõn tinh tế tỉ mỉ giữa lông mày phản phất phật đà coi thường nhưng lại càng có thể gây nên người nghịch phản tâm vẻn vẹn cái nhìn này liền xem như lý tu trúc đem bích tú tâm thu nàng cũng không kỳ quái xem như nam nhân nhà mình người thân cận nhất nàng quá biết nam nhân nhà mình là cái gì đức hạnh bích tú tâm bị lý lưu ly lời nói dịch kém chút phá công nàng cũng không phải lần thứ nhất ra giang hồ có mấy lời nàng vẫn hiểu nhưng có thể làm sao bây giờ người ta vẫn là công chúa chẳng lẽ nàng còn dám đối với công chúa hạ thủ đến lúc đó sợ là sẽ đem phật môn kéo vào vạn kiếp bất phục Quan tự tại Bồ Tát là Bần Ni Đường Đột đã như vậy, vậy thì không quấy rầy quận công cùng các phu nhân du ngoạn nhã hứng. Bất quá sắp chia tay lúc, Bần Ni còn có một chuyện hỏi. Nhìn Bích Tú Tâm lui một bước, Lý Lưu Ly cũng không lại mở miệng. Lý Tu trúc nhưng là có chút hiếu kỳ Bích Tú Tâm đến cùng muốn hỏi cái gì. Ai là tân chủ, không có khả năng hỏi cái này sao ngu ngốc vấn đề a? Sư Thái cứ nói đừng ngại, bất quá đáp hay không nhưng phải nhìn ta tâm tình. Bích Tú Tâm nghe vậy cũng không phản bác. Nàng hỏi chỉ là một cái thái độ mà thôi. Đến đổi tân chủ cùng Lý Tu Trúc có quan hệ hay không, đó lại không phải là nàng có thể nhìn ra được. Bần Ni muốn hỏi quận công đối với ngã Phật là thấy thế nào? Lý Tu Trúc nao nao, ngay sau đó hiểu rõ, vấn đề này xuất từ miệng của Bích Tú Tâm cũng là bình thường. Phật sao? Lý Tu Trúc nghiêm túc nghĩ nghĩ, mở miệng nói, vạn sự vạn vật, tồn tại tức có đạo lý. Ta đối với Phật môn thái độ chính là, chỉ cần tuân thủ thanh quy giới luật, chưa chắc không thể tạo phúc thế nhân nhưng ta hy vọng phật môn có thể để cho lợi cùng dân bích tú tâm nghe vậy cũng là khẽ giật mình phía trước hai câu trong nội tâm nàng từng có đoán trước phỏng đoán có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng câu nói thứ ba nàng là thật không nghĩ tới nhường lợi tại dân lý tu trúc khẳng định gật đầu nói không tệ chính là nhường lợi tại dân phật môn đến cùng có nhiều tiền có nhiều mà các ngươi đều biết đại chu hai thành trở lên ruộng tốt đều tại trong tay các ngươi phật môn biết cái kia đại biểu bao nhiêu lương thực sao biết cái kia có thể cứu sống bao nhiêu người sao đến nỗi tiền tài phật môn nếu là hữu tâm có thể sửa cầu trải đường tin tưởng phật môn chỉ cần làm xong những thứ này vô lượng thiên hạ của ai đều biết cho phật môn một cái phát triển tốt cơ hội nghe được lý tu trúc nói như vậy bích tú tâm nhíu nhíu mày nàng bỗng nhiên ý thức được sự tình chỗ kỳ hoặc hắn đây là tại điểm ta chẳng lẽ hắn biết cái gì đáng tiếc ninh đại sư không tại bích tú tâm gật đầu quận công ý nghĩ tú tâm sẽ nghiêm túc suy tính tú tâm cáo từ chờ bích tú tâm sau khi rời đi lý lưu ly bỗng nhiên mở miệng nói xem ra nàng tự hồ đối với phật môn rất để ý bộ dáng lý tu trúc gật đầu một cái giải thích nói nàng chỗ tông môn là từ hàng tỉnh trai là phật môn khôi thủ cho nên để ý thế nhân thái độ là rất bình thường dạng này sao ngươi nói ta nếu là để cho thái tử ca ca diệt phật nàng có thể hay không lấy thân tự ma lý tu trúc nghe vậy trì trệ tiểu nha đầu ngươi muốn như vậy rất nguy hiểm a à? vừa đi đến cửa bích tú tâm cũng là cước bộ có chút dừng lại sau đó giả vờ vô sự rời đi Lý Tu Trúc cũng là không nghĩ tới tiểu nha đầu này to gan như vậy, bên ngoài cái kia ngươi nhìn từ thiện rất nhiều, kỳ thực cũng là ngoan nhân. Nhân gia giết người dùng kiếm, nàng dùng người tâm. Liên tiếp làm hơn 10 cái đốt đèn sau, một đoàn người cũng cầm đèn hoa sen đi tới bờ sông. Lúc này biển dưới sông đã tràn đầy đèn hoa sen, từ chỗ cao nhìn lại, giống như sáng chói ngân hà, đương nhiên quang không phải màu bạc trắng, mà là nhàn nhạt màu vàng sáng, phản phất người tiếp dẫn đi đến thiên quốc hồn đăng. Đều cầu ước nguyện A, à, hàng năm liền lần này mặc kệ linh hay không, đòi một điểm tốt lắm. Ừ, ta muốn hứa lớn lên gả cho tỷ phu. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta không nên cùng các tỷ tỷ tách ra. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy nhìn về phía Lý Tu Trúc, tại Lý Tu Trúc quay đầu thời điểm trắng sửng sốt Lý Tu Trúc một mắt. Hỗn đảng, liền bắt lấy nhà ta lông dê hao đúng không? Hết thảy liền bốn quả rau xanh, còn đái đã bao mang đi đúng không hả? Ta lúc đầu thực sự là mù tâm, làm sao tìm được hắn? Cũng không biết cha có thể hay không tiếp thu được hiện thực này tấu chương xong. Chương 346, không chỗ nào không có mặt từ diệu gấm. Lý Tu Trúc nghe được con dâu nhà mình tiếng lòng, cũng là im lặng cực kỳ, mấu chốt là hắn còn không thể có chỗ biểu thị. Dù sao Lý Tu Trúc bây giờ còn không biết con dâu đã đoán được chính mình đồng dạng có thể nghe lén được tiếng lòng của nàng. Chịu đựng lấy con dâu nghĩ linh tinh, Lý Tu Trúc tâm tình vui vẻ phóng xong đèn hoa sen. Kế tiếp là khổng minh đăng, lúc này trên bầu trời đã bay đầy khổng minh đăng, bất quá cùng đêm qua một dạng chỉ là sao lốn đốn đầy trời khổng minh đăng đồng thời không tiện nghi chủ yếu là đắc lực đặc thù giấy nháp mới có thể có đầy đủ động lực bay lên tăng thêm dầu thắp đèn cũng không tiện nghi một cái khổng minh đăng phí tổn ngay tại 15 văn tiền bởi vì tết nguyên tiêu càng là bán được 50 văn tiền cho nên có thể phóng ngoại trừ trong yêu đương bách tính số đông cũng là giàu có nhà con cái nếu là phú hộ đó là một lần bán đi mấy trăm cũng là có nhưng tối nay khổng minh đăng cũng không phải chỉ cái này một hồi tối nay khổng minh đăng sẽ tại trên trên kinh thành hiện ra một đêm cũng chính bởi vì vậy mới nhìn đứng lên sao lốm đốm đầy trời. Phu quân, ngươi muốn sách thơ sao? Lý Tu trúc khẽ giật mình, sau đó nhìn một chút nhà mình nữ nhân, lại nhìn một chút trước người khổng minh đăng. Viết ngược lại là có thế viết, chính là mặt này không bỏ xuống được a. À. Ngô, số lượng từ rất cỡ nào? Ngô, nếu là tứ phía viết, cũng hẳn là đủ. Quá tốt rồi, lại có thể nhìn thấy Phu quân tác phẩm xuất sắc. Lý Tu trúc còn có thể nói cái gì? Viết thôi. Chỉ là bút mực. Phu quân mời xem. Lý Tu Trúc nhìn lại, lại là một cái mini nghiêng mực. Còn có một cái không có nhuộm qua mực bút lông sói. Khá lắm, liền thái quá, ngươi chừng nào thì trang trên người. Ở đâu ra? Lộng Nguyệt nghe vậy mang theo ngượng ngùng cười cười. Hôm nay biết tới phóng khổng minh đăng, ta cùng mấy người tỉ muội thảo luận một chút, sớm chuẩn bị. Khá lắm, còn đánh giá thấp người cổ đại đối thi từ yêu thích A. À. Lý Tu Trúc nâng bút tại mới vừa rồi mài xong trên nghiêng mực dính một hồi mực nước, viết. Theo Lý Tu Trúc viết, mấy người nữ nhân lần lượt nói ra, trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu ngũ thành. Tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Bỏ lỡ trục thế gian nhạc, có phần nghèo lý loạn tình. 96 thánh quân, phù vân treo hư danh. Thí liên quan bá vương hơi, sắp thành hiên miệng vinh. Học kiếm lật từ miễn cười, vì văn lại gì thành. Kiếm không phải một đấu một vạn, văn trộn tứ hải âm thanh. Như trò đùa của trẻ con không đáng nói đến, năm y ra lên kinh. Ở giữa có một chút không thích hợp, dứt khoát liền liền cắt giảm một chút, kết hợp kinh nghiệm của mình, cũng coi như là phù hợp Hảo tiên câu thơ phu quân nhưng làm phải lý bạch phu quân ngươi thành thật nói cho ta biết ngươi có phải hay không tiên nhân chuyển thế a à? ừ ta cảm thấy rất có thể là văn khúc tinh đủ đủ các ngươi khen ta như vậy ta tường thành này dày mặt mo cũng bị không được a à. đúng lúc này bỗng nhiên một thanh âm vang lên đây là quận công thơ mới từ sao quả nhiên liền cùng công chúa nói một dạng có tiên nhân chi tư lý tu trúc quay đầu nhìn lại nao nao lại là từ diệu cẩm cô nương này vô khổng bất nhập sao lý tu trúc cười cười mở miệng nói dịu gấm cô nương lại gặp mặt đúng vậy a à, đêm qua từ biệt không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa nhìn thấy quận công ngô hết chuyện để nói đúng không hơn nữa ta nói chính là buổi sáng hai ta nói là một chuyện sao bất quá suy nghĩ một chút cũng phải lúc buổi sáng chỉ là chính mình thấy được nàng dịu gấm cô nương không có bồi người nhà sao từ dịu cẩm nghe vậy cười cười bệ hạ thiết yến Phụ thân đi dự tiệc, ta ở nhà rảnh rỗi không chuyện làm, cho nên mới bên ngoài đi một chút. A, à, quận công không có đi dự tiệc sao? Lý Tu Trúc nghe vậy mở miệng nói, ta cùng Lưu Ly, bích giao một hồi lại nhìn nhìn, hôm nay tết nguyên tiêu, cũng không phải giao thừa, yến hội toàn bằng tự nguyện. Từ Diệu cẩm nghe vậy gật đầu, nhưng ánh mắt lại có chút hâm mộ. Bệ hạ thiết yến, mặc dù là tự nguyện, nhưng mà có mấy người nguyện ý từ bỏ cái này cơ hội lộ mặt. Từ Diệu cẩm lại cùng chúng nữ trò chuyện một chút nhìn xem khổng minh đang bay lên không, lúc này mới rời đi. Cái này câu thơ muốn sau buổi sáng nhìn thấy hảo, nhưng mà không biết vì cái gì, nàng càng ưa thích cái kia. Có thế thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng thơ, nữ nhân ưa thích thơ tình muốn nhiều qua khác. Lý Tu Trúc tiễn đưa cả một nhà cô nương sau khi về nhà mang theo Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao tiến vào cung. Vốn là hắn là không muốn tới, chủ yếu là bảo châu sự tình có thể lớn có thể nhỏ, cùng hậu thiên để cho người ta vạch tội hắn một bản, không bằng đích thân đến thuyết minh tình huống đến lúc đó coi như người khác muốn tìm hắn phiền phức cũng không cơ hội bệ hạ phò mã an dương quận công cùng hai cái công chúa tới phò mã nói là có chút việc muốn theo bệ hạ nói một chút văn khiết công chúa và văn hoa công chúa đi hậu cung bên kia lý khuếch lúc này tinh thần đã không nhiều bằng lúc trước mới vừa qua giờ tí liền có chút chịu không được cảm giác nghe vậy lý khuếch tinh thần chấn động gật đầu một cái sau đứng dậy rời đi chờ lý khuếch đi ra bên ngoài nhìn thấy lý tu trúc lúc này mới lên tiếng hỏi tu trúc chuyện gì còn chuyên môn chạy tới một chuyến phải biết hôm nay Lý Tu Trúc cũng đã có nói không tới, nếu đã tới, vậy khẳng định không phải việc nhỏ tìm hắn. Nhưng mà hắn lập tức liền rõ ràng chính mình nghĩ sai, sai có chút thái quá, việc này hắn thấy thực sự là tiểu nhân không thể nhỏ hơn. Phụ hoàng, là như vậy, hôm nay tiểu tế mang theo thê thiếp tiểu di muội nhóm đi ra ngoài chơi thời điểm tiểu di muội không giữ mồm giữ miệng nói điểm lời không nên nói. Cụ thể đâu chính là. Đại khái chính là như vậy, ta lo lắng phụ hoàng nghĩ lung tung, cho nên cố ý tiến cung tới một lần. Lý Quế người tê không thể tin được mà hỏi, liền việc này. Ân. Lập tức Lý Khuếch tức giận mở miệng nói, phụ hoàng chính là như vậy không biết chuyện sao? Ngươi nha, thực sự là nghĩ quá nhiều, quá cẩn thận thận hơi, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Lý Tu trúc nghe vậy đáp, cho dù là người một nhà cũng nên có cái thái độ. Lý Khuếch buồn cười lắc đầu. Ngươi a, nếu đã tới, đi ngươi mẫu hậu nơi kia nhìn một chút a. À. Tối nay chưa gả người công chúa và ở kinh thành hoàng tử đều tại hậu cung đi gặp Lý Tu Trúc khẽ giật mình, gãi đầu một cái. Ngạch, ta đi hậu cung phù hợp sao? Cô nói thích hợp liền thích hợp, đi thôi. Nói xong Lý Khuếch đã quay người rời đi, bất quá xem ra cũng không phải trở về tiền điện. Chờ Lý Tu Trúc cũng sau khi rời đi, đến hoa phòng giải hoàng thủ Lý Khuếch mới lẩm bẩm, tinh lực thực sự là không nhiều bằng lúc trước, trước đó cô có thể chịu một đêm không vây khốn, bây giờ mới nửa đêm liền quá buồn ngủ. Vương Đức Phát nghe vậy tiến lên trước nói khẽ, bệ hạ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi đây cũng không phải là đối với Lý Quyết bất kính mà là thật tâm thật ý chúc phúc. Lý Quyết vất vất tay, cắt Đức Vương Đức Phát. Cô nghỉ ngơi một canh giờ, một canh giờ sau ngươi nhớ kỹ đánh thức cô. Sau nửa tràng hắn vị hoàng đế này chắc chắn không thể một mực chơi biến mất, cho nên cho dù là cơ thể gánh không được cũng chỉ có thể nghỉ ngơi một canh giờ. Lý Quyết nhìn xem trên kinh thành đông nam phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, phó cùng nhau, trẫm liền chờ ngươi đại vận hà sửa chữa tốt, liền có thể nhắm mắt. Đây là cô cuối cùng sở cầu, đừng để cô thất vọng a. À tấu chương xong. Chương 347, Lý Nhận Ngọc tiền đặt cược. Lý Tu Trúc đến hậu cung thời điểm hỏi một chút mới biết được là tại hoàng hậu trong cung thiết yến. Lý Tu Trúc lúc này tới cũng không có gây nên đại gia kinh ngạc, dù sao Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao cũng là vừa tới, hắn là hai người vị hôn phu, lúc này tới, rất hợp lý. Lý Tu Trúc hướng về phía hoàng hậu chắp tay, liền muốn ngồi vào Lý Lưu Ly bên cạnh. Nhưng không đợi hắn đi qua, hoàng hậu liền bỗng nhiên mở miệng. Phò mã tới rồi, ngồi Lưu Ly bên cạnh A ngươi còn không bằng không mở miệng đâu là muốn chiếm ta tiện nghi a à. mặc dù muốn như vậy nhưng mà hắn vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng là mẫu hậu lý tu trúc sau khi ngồi xuống lý lưu ly nhích lại gần nhỏ giọng hỏi phụ hoàng nói thế nào lý tu trúc cười cười nhẹ nói tự nhiên là không có việc gì loại sự tình này không sợ chính mình nói liền sợ có người tố cáo vạch tội ngươi lý lưu ly vốn là không có coi ra gì sự thật cũng chính xác như nàng sở liệu lý tu trúc phát giác được mấy đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình quay đầu nhìn về phía mấy người quét một vòng nhìn hắn cũng là người quen không ngoài ý muốn một cái duy nhất có chút bất ngờ chính là lý thừa ngọc gia hỏa này nhìn ta chằm chằm làm cái gì đây là muốn theo ta tách ra vật cổ tay gần nhất giống như không có trêu chọc qua hắn a à. lý tu trúc mặc dù không hiểu nhưng mà cũng không ở trên người hắn lãng phí thời gian hướng về phía lý thơ tinh lý thi thi lý tú ninh cùng lý lệ chất gật đầu một cái Ba cái tiểu di muội cùng nhà mình một dạng khả ái. Ngô, nói sai rồi, cái này ba cái Lý Thi Thi, cùng Lý Lệ Chất tính tình dịu dàng, Lý Tú Ninh rất là khí khái hào hùng, cái gì cũng dám thử xem, còn muốn làm nữ tướng quân. Đến nỗi Lý Thơ Tinh là chị vợ, hiểu rõ không đậm. Lúc này, ca múa ngừng lại, hoàng hậu đứng dậy mở miệng nói, thời gian không còn sớm, tuổi nhỏ cũng không cần thức đêm, 10 tuổi trở lên nghỉ thức đêm lời nói các ngươi có thể tiếp tục nhưng ngay tại nguyễn văn quân chuẩn bị để cho đại gia giải thể lúc tam hoàng tử lý thường ngọc chợt đứng lên mẫu hậu thường nghe phò mã mới học phải hôm nay chính vào ngày hội phò mã cũng tới không bằng để cho phò mã làm một bài thơ cũng coi như có cái viên mãn kết cục nguyễn văn quân nghe vậy nhìn về phía lý tu trúc ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm nhìn thấy nguyễn văn quân trong ánh mắt hỏi thăm trong lòng lý tu trúc ấm áp cười cười mở miệng nói hôm nay có điểm mệt mỏi không bằng quên đi thôi lý thường ngọc khẽ giật mình hắn đều chuẩn bị kỹ càng trêu chọc, ngươi cùng ta nói tính toán. Phò mã chẳng lẽ là làm không được. Nếu là dạng này, vậy ta cũng không nhận ngươi người mùi phu này a. À? Lớn mật, cho phò mã xin lỗi. Lý Lưu Ly lúc này mới đóng lại dương lên miệng, bằng không thì nàng thực sẽ câu hỏi, ngươi đồ vật gì, ta cần ngươi nhận. Lý Thừa Ngọc mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là mở miệng nói, có lỗi với muội phu, vừa rồi ca ca lỡ lời. Bất quá mặc dù lỡ lời, nhưng cũng xuất từ phế tạng. Phò mã học thức của ngươi tài danh bên ngoài, nhưng chúng ta người trong nhà lại không nghe qua, cái này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi a. À. Cho nên ca ca cả gan, thỉnh muội phu ngươi làm một bài thơ. Lý Tu Trúc nghe vậy còn chưa kịp mở miệng, Lý Lưu Ly liền không nhịn được. Ha ha, phu quân ta nếu là làm ra làm như thế nào nói. Cũng không thể tùy tiện mang đến A Miu A cậu dùng một cái phép kích tướng phu quân ta liền làm A. À. Ngươi. Nguyễn Văn Quân hơi nhức đầu, vừa nói xong làm anh, cái này làm muội muội liền không hiểu chuyện. Nếu là lúc khác coi như xong, bây giờ thế nhưng là yến hội trong lúc đó cái này đều là người đâu không nói những con gái khác chính là tần phi cũng không ít lưu ly cho ngươi tam ca xin lỗi nói gì vậy lý lưu ly nghe vậy nhếch lên miệng rầu rĩ không vui cho lý thừa ngọc đạo xin lỗi nói có lỗi với tam ca là ta không có hình dung đúng lần sau không cầm tiểu động vật hình dung ngươi không nói chuyện tháo lý không tháo tam ca tất nhiên muốn nghe thi từ dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý a à. lý thừa ngọc cũng không thèm để ý lý lưu ly thái độ nhưng mà Lý Lưu Ly lời nói hắn nghe vẫn là tiếng vào. Biết được hôm nay không lấy ra chút cái gì sợ là không có cách nào gây chuyện, Lý Thừa Ngọc nghĩ nghĩ mở miệng nói, thành nam có ta một tòa sòng bạc, một ngày thu đấu vàng, nếu là cái này thi từ có thể để cho tại chỗ tỷ muội cùng gì nhóm tán thành, vậy ta liền đem tòa này sòng bạc cho ngươi. Sòng bạc. Mặc dù hắn không chơi vật kia, nhưng cũng không phải là không được. Tam ca nói, không phải là sát rỗng A. À. Làm sao lại, chỉ cần ngươi thắng phải cả sảnh đường reo hò khen ngợi, bây giờ sòng bạc cái dạng gì, đằng sau vẫn là cái dạng gì, bao quát bên trong tiền mặt ta cũng chia văn không lấy. Lý Tu Trúc lúc này mới gật đầu. Tất nhiên Tam Ca có thành ý như vậy, vậy ta liền cố mà làm tiếp nhận. Ngươi tốt nhất là nói đón lấy đổ ước, cậu tặc nghĩ đón ta sòng bạc, không dễ dàng như vậy, chờ ta gây chuyện A. À. Lúc này Lý Lưu Ly bu lại, nhẹ giọng mở miệng nói, phu quân, nếu không thì đem ngươi vừa làm cái kia bài lấy ra, tin tưởng thơ này vừa ra tất nhiên có thể chiếm được cả sảnh đường reo hò khen ngợi. Lý Tu Trúc nghe vậy lắc đầu vạn nhất có người nhặt được con diều hắn sau khi biết đổi ý làm sao bây giờ. Hắn dám. Khá lắm, tức phụ ta lớn lối như vậy sao? Nhìn xem nãy hung nãy hung Lý Lưu Ly, Lý Tu Trúc đáng xấu hổ muốn về nhà ngủ. Mặc niệm ba tiếng cự tuyệt ấu thái đẹp ta phải theo luật thôi, hắn lúc này mới sau khi ổn định tâm thần. Hai vợ chồng các ngươi tại nói nhỏ nói cái gì đó. Có cái gì không thể làm mặt đại gia nói. Cái gì gọi là nói nhỏ. Vợ chồng chúng ta liền không thể có chút chuyện riêng tư sao. Ta nói phu quân ta buổi tối nhiều dũng mãnh phi thường, là có thể cho ngươi nghe. Thêm gì nữa gọi hai vợ chồng, tam ca ngươi ánh mắt không dùng được phải tới sớm một chút nhìn ngự y a. À. Ta ngủ tỷ người lớn như thế ở bên cạnh, ngươi không thấy sao? T, cái này miệng lưỡi bé nhọn, thật là có điểm chống đỡ không được a. À. Lý Thừa Ngọc nhìn về phía Lý Tu Trúc, mở miệng nói, có thể sao? Cấp làm gì? Ngươi vừa nói xong ta liền có. Ta ngược lại thật ra có bài phóng đèn lúc làm tốt, bất quá ta sợ ngươi không thừa nhận, đổi ý cho nên coi như xong. Ta nghĩ một nén nhang A, à, một nén nhang sau cho ngươi. Lý Thành Ngọc nghe vậy nhíu mày, bất quá hắn cũng không thèm để ý Lý Tu Trúc có phải hay không sớm làm tốt, trực tiếp mở miệng nói, là của ngươi chính là của ngươi, chỉ cần ngươi có thế chứng minh, ta chắc chắn sẽ không phải về. Lý Tu Trúc nghe vậy nghĩ nghĩ. Còn đích xác có người có thế chứng minh. Tin tưởng nữ chư sinh từ diệu cẩm lời nói đại gia vẫn là công nhận A. À. Nếu đã như thế, ta liền niệm. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu ngũ thành tiên nhân an ủi ta đỉnh, kết tóc chịu trường sinh. Bỏ lỡ trục thế gian nhạc, có phần nghèo lý loạn tình. 96 thánh quân, phù vân treo hư danh. Thí liên quan bá vương hơi, sách thành hiên miệng vinh. Học kiếm lật từ miễn cười, vì văn lại gì thành. Kiếm không phải một đấu một vạn, văn trộn tứ hải âm thanh. Như trò đùa của trẻ con không đáng nói đến, năm y ra lên kinh. Giờ khắc này, mặc kệ là hoàng hậu phi tử, vẫn là hoàng tử hoàng nữ, ngoại trừ những cái kia không có vượt qua 10 tuổi, Tất cả đều bị Lý Tu Trúc thơ trấn trụ. Khi từ thông thiên mang theo điểm thần lời nói màu sắc, lại có cá nhân kinh nghiệm. Theo bài thơ này, đại gia phản phất thấy được một cái tự dễu thiếu niên, theo võ giàu văn, phóng đảng không bị trói buộc dáng vẻ. Lại một liên tưởng đến Lý Tu Trúc quận công quan chức là thế nào tới, các nàng cảm giác chính mình hiểu nam nhân này. Giờ khắc này mặc kệ là ai, vô bất vi Lý Tu Trúc tài hoa mà trong lòng lớn tiếng khen hay chấn kinh. Sở dĩ không có lưu vu biểu diện là bởi vì đại gia ngay từ đầu đều kinh hãi, đều không động chờ phản ứng lại, tất cả mọi người không nhúc nhích cũng sẽ không có ý tốt lộ ra. Tấu chương xong. Chương 348, Hậu cung bí mật. Tất cả mọi người không nói lời nào là cảm thấy có ai có tốt hơn tác phẩm xuất sắc. Lý Lưu Ly lời nói nhất thời để cho trong đại điện một hồi lúng túng. Hoàng hậu liếc một cái nhà mình lòng dạ hiểm độc áo bông nhỏ, mở miệng nói, tu trúc tài danh cái nào so ra mà vượt. Mẫu hậu cùng ngươi di nương nhóm đây là bị rung động đến, trong lúc nhất thời còn đắm chìm tại thi từ mang tới trong cảnh giới, Lệ Phi nghe vậy gật đầu. Tỷ tỷ nói là, trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu ngũ trọng, cỡ nào đẹp câu thơ. Hiền Phi cũng mở miệng nói, muốn ta nói, còn phải kiếm Phi một đấu một vạn, văn trọng tứ hải âm thanh. Câu nói này nhìn như cùng vọng, phóng đẳng không bị trói buộc, nhưng mà nhưng lại cho thấy tu trúc thực lực. Ta nghe nói năm nay thi vương chính là phò mã, hơn nữa tu trúc vài bài tác phẩm xuất sắc cũng tại đại chu lưu truyền rộng rãi. Vừa tả thực, lại có ý định cảnh, diệu, tuyệt không thể tả. Thục Phi ôm nhu cười cười, cũng phụ họa theo nói ta cảm thấy thông thiên đều hảo trích đi ra mỗi một câu cũng là câu hay nghe vậy lý lưu ly đắc ý nở nụ cười hướng về phía đã mắt trợn tròn lý thường ngọc nói cảm tạ tam ca cho sòng bạc ngày mai muội muội liền cho người đi tiếp thu cùng phu quân nhà ta luận thi tài làm sao dám đó a à, phu quân ta thế nhưng là người trong chốn thần tiên chờ đã muội phu vừa rồi thơ chính xác vô cùng tốt nhưng mà nội dung bên trong chưa chắc là hắn làm ra a à. trong đó học kiếm lật từ miễn cười vì văn lại gì thành ta nhưng nghe nói muội phu một kẻ thư sinh yếu đuối lúc nào học qua đao kiếm đây là cứng rắn giới đúng không lý tu trúc cười cười hỏi ngược lại có khả năng hay không là ta làm tướng quân lúc trong quân đội học mặc dù cố gắng một đoạn thời gian kiếm thuật lực hữu tiểu thành nhưng mà cũng có thể miễn cưỡng tự vệ cho nên mới có phía dưới một câu kiếm phi một đấu một vạn văn trộn tứ hải âm thanh cái này lý thường ngọc tê thật sự là tìm không thấy có thế đen điểm liền thái quá ta sòng bạc a phải biết cái này sòng bạc một ngày có thể cho hắn mang đến hơn ngàn lượng lợi tức đâu. Hỗn đảng A. Hoàng hậu nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu ghét bỏ liếc mắt nhìn tam hoàng tử, nhàn nhạt mở miệng nói thân là người hoàng gia, muốn nhất ngôn cửu đỉnh. Chúng ta không chỉ là đại biểu chính mình, còn có toàn bộ hoàng thất. Thừa Ngọc, ngươi hiểu nên làm như thế nào A. Hoàng hậu đều lên tiếng, Lý Thừa Ngọc còn có thể nói cái gì, nghe vậy cúi đầu, phiền muộn vô cùng ứng tiếng nói, mẫu hậu dạy phải, ngày mai muội phu liền có thể sai người đến tiếp sòng bạc tại chợ phía đông thân nhân phường. Nghe vậy Nguyễn Văn Quân khẽ gật đầu, nhìn về phía một bên Huệ Phi. Huệ Phi nhưng có muốn nói. Huệ Phi nghe vậy lắc đầu. Tỷ tỷ nói giỡn, chuyện này vốn là Thừa Ngọc vô lý trước đây, thất lễ ở phía sau, tỷ tỷ dạy phải. Huệ Phi chính là Lý Thừa Ngọc mẫu thân, nhìn ngược lại là dáng dấp hiền lành, cũng không biết lòng đen tối không đen. Lúc này Lý Lưu Ly mở miệng lần nữa gắt giọng, ai nha mẫu hậu, ngươi cũng đừng khó xử Huệ Phi di mẹ, thời điểm không còn sớm, nhanh để cho các đệ đệ muội muội nghỉ ngơi đi nghe vậy nguyễn văn quân lần nữa trắng chính mình hở áo bông nhỏ một mắt bất quá cũng không nói thêm nữa mở miệng nói tốt chưa tròn 10 tuổi nghỉ ngơi đi khác tùy ý nói xong nguyễn văn quân đứng dậy rời chỗ theo nguyễn văn quân rời đi lục tục phi tần cũng rời đi mấy cái lý tu trúc kỳ quái liếc mắt nhìn ngồi xuống lý lưu ly tò mò hỏi nếu như ta không có đoán sai huệ phi là tam ca của ngươi mẹ đẻ a à? như thế nào ngươi còn giúp huệ phi nói chuyện cái này không quá giống ta biết lưu a à? Lý Lưu Ly nghe vậy cười cười, lộ ra một bộ ngươi đoán biểu lộ. Lúc này một bên Lý Bích Giao nhẹ giọng mở miệng nói, Huệ Phi nương nương cùng khác nương nương khác biệt. Lệ Phi cẩn thận thận hơi, chưa từng treo chọc thị Phi. Hiền Phi làm người tùy ý, ngược lại là cùng Lưu Ly có chút tương tự. Thục Phi ôn hòa, mọi thứ để cho ba phần, rất ít gặp đã có người có thể cùng nàng có tranh chấp. Mà Huệ Phi Di Nương ưa thích tiểu hài tử, chúng ta những thứ này công chúa, hoàng tử, cái nào đều có bị Huệ Phi Di Nương ôm nhu mà đối đãi qua, Lý Tu Trúc khẽ giật mình, bé nhạy phát giác Lý Bích Giao trong lời nói xưng hô khác biệt. Còn nhớ rõ hồi nhỏ mẫu thân của ta bảo ta trong cung phải cẩn thận, ta lần thứ nhất đụng tới Huệ Phi Di Nương là tại ngự hoa viên. Lúc đó Huệ Phi Di Nương trước người có một bàn tinh xảo bánh đậu xanh, nhưng dễ nhìn dáng vẻ. Huệ Phi Di Nương nhìn ta muốn ăn, để cho ta ăn, ta không dám. Huệ Phi Di Nương liền tự mình trước tiên cắn một ngụm nhỏ, tiếp đó đẩy ra đem không có cắn qua một nửa khác cho ta. Là mỗi một lần đều chính mình trước tiên cắn một ngụm nhỏ, Cô quân hiểu cái loại cảm giác này sao? Liền. Rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa Huệ Phi di nương trong cung đồ vật, chỉ cần có, chúng ta có người ưa thích, coi trọng, nàng sẽ đưa. Huệ Phi di nương, nàng đối đãi chúng ta tất cả hài tử đều coi như con đẻ. Lý Tu Trúc nghe cảm giác có chút huyền huyễn. Đây là hậu cung. Hậu cung không phải là chân huyên truyện như thế sao? Liền thái quá. Các ngươi trong miệng hậu cung tại sao cùng ta nghe nói không giống nhau lắm, chẳng lẽ hậu cung không phải là ngươi lừa ta gạt? thận trọng từng bước sao? Ha ha, ngươi nghe ai nói? So với Lý Lưu Ly, Lý Bích Giao trong khi nói chuyện chịu rất nhiều. Có thể là lần này hậu phi có chút đặc biệt a. À. Lý Tu Trúc 10 phần bác quái mà hỏi, đặc biệt như thế nào? Chẳng lẽ đều không tranh thủ tình cảm sao? Phụ Hoàng cũng mới một người, cũng không phải người người đều có phu quân ngươi thiên phú dị bẩm như vậy. Lý Bích Giao nghe vậy đỏ mặt lên, cái này hỏng phu quân, thực sự là lời gì cũng nói. Lệ Phi tại vào cung phía trước nghe nói là có cái thanh mai trúc mã bất quá về sau bị đưa tới và hôn, cho nên liền vô dục vô cầu. Phụ hoàng không đi đối với lệ phi mà nói không phải tai nạn, ngược lại là ban ân, dù sao trong nội tâm nàng có người khác. Hơn nữa nói cho ngươi cái bí mật, lệ phi rất thơm, loại kia hương rất đặc biệt. Thật giống như dưới ánh mặt trời hoa viên, cũng là hương hoa. Ngô, cái này vì cái gì có loại không hiểu quen thuộc đã xem cảm giác. Thanh mai trúc mã, rất thơm, còn bị đưa tới hòa thân. Là ngươi sao hương phi? Huệ Phi Di Nương ưa thích hài tử quá nhiều bất luận kẻ nào. Phụ Hoàng cảm thấy ầm ĩ cũng không thể nào qua bên kia, Huệ Phi Di Nương cũng không thèm để ý. Thục Phi mềm mại, không tranh, lại là Phụ Hoàng yêu thích nhất sủng Phi. Bởi vậy trước kia mẫu hậu còn tưởng là mặt điểm qua Thục Phi, kết quả Thục Phi trực tiếp nhận sai, lại nói không biết nên như thế nào cự tuyệt. Về sau Thục Phi nguyệt sự liền không hiểu nhiều hơn, bởi vậy mẫu hậu cũng làm cho Phụ Hoàng có ý kiến, mẫu hậu tẩm cung cũng bởi vậy ít đi rất nhiều bất quá thuộc phi ngược lại là thường xuyên đi cho mẫu hậu thỉnh an bởi vậy hai người quan hệ ngược lại là cũng rất tốt hiền phi sao ngoại trừ mẫu hậu nàng ai cũng dám tranh một chuyến nhưng mà ba vị quý phi đều không cùng nàng tranh kém một bậc cũng không dám cùng nàng tranh bởi vậy cũng là còn tốt hiền phi chính là lòng háo thắng mạnh ngược lại là không có tâm tư gì xấu chỉ cần cho nàng mặt mũi hiền phi vẫn là rất dễ nói chuyện hơn nữa cũng rất lớn độ không qua đi cung chính xác không còn an ổn mặc dù phía trên hậu phi đều có thể nhưng mà kém một bậc liền muốn lục đục với nhau nhiều. Hàng năm trong cung chết cung nữ thái giám chí ít có mấy chục cái, mà mẫu hậu cùng quý phi nơi đó nhiều nhất chỉ có thể chết một hai cái. Thỏa mãn, thỏa mãn, hoàng gia bí mật kinh khủng như vậy. Tấu chương xong. Chương 349, chẳng lẽ Lưu Ly cùng Đại Phi mới là mẫu nữ? Lý Lưu Ly lúc này vỗ vỗ Lý Tu Trúc, mở miệng nói, phu quân cùng ta tới. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn chung quanh, không biết Lý Lưu Ly đi theo ta là thế nào cái ý tứ. Bất quá hắn vẫn đứng dậy, dự định xem Lý Lưu Ly muốn làm gì. Bất quá vừa đi theo Lý Lưu Ly đi vài bước, nhìn thấy phía trên còn đang ngồi Huệ Phi, trong lòng của hắn ẩn ẩn có ngờ tới. Chờ hắn người đến, còn có chút không có phản ứng kịp, Lý Lưu Ly thế mà dẫn hắn tới gặp Huệ Phi. Càng làm cho Lý Tu Trúc không thể tin được chính là kế tiếp một màn hình ảnh, chỉ thấy Huệ Phi vẫy vẫy tay, Lý Lưu Ly liền lên phía trước thân mật hướng về trong ngực nàng chui. Di nương, Lưu Ly rất nhớ ngươi. Huệ Phi tay vuốt ve lấy Lý Lưu Ly mái tóc, ánh mắt bên trong đều là ôn nhu tình thương của mẹ trước mắt một màn này để cho Lý Tu Trúc cảm giác nội tâm rối loạn, đây là gì hình ảnh? Phải biết con dâu nhà mình cho dù là thấy ruột thịt nàng mẫu hậu cũng chưa từng từng có dạng này tiểu nhi nữ tư thái A. Trước mấy ngày không phải mới thấy qua sao? Lý Lưu Ly lập tức nhếch lên miệng nhỏ, không vui nói, di nương ngươi không thích Lưu Ly. Huệ Phi nghe vậy giận trách trắng Lý Lưu Ly một mắt. Nào có, nếu là muốn như vậy, vậy ngươi trở về bồi di nương ở vài ngày A. Lời này vừa nói ra, Lý Lưu Ly lúc này phản đối vậy không được, ta không thể để cho phu quân ta phòng không gối chiếc. Lý Tu Trúc Ha ha, ngươi như thế xuất khẩu cùng ngôn sao? Thường xuyên phòng không gối chiếc chính là bọn ngươi a. À. Lý Tu Trúc đối với cái này ngược lại cũng không lo lắng trong nhà các nữ nhân dục cầu bất mãn, chủ yếu là hầu hạ một ngày phải nghỉ ngơi hai ngày các nàng mới có thể tỉnh lại. Nếu là liền với hai ngày, thảm vẫn là các nàng, cái kia trạng thái liền cùng ba ngày ba đêm không ngủ không sai biệt lắm. Lúc này, thính lực Lý Lưu Ly lời nói, Huệ Phi nhìn về phía Lý Tu Trúc cười cười, mở miệng nói tu trúc đây vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngược lại là chưa kịp chuẩn bị lễ vật đều do lưu ly trước đó vài ngày ta còn hỏi nàng tới hay không nàng còn nói không tới không nghĩ tới gặp đột nhiên như thế nói xong huệ phi do dự một chút vẫn là mở miệng tiếp tục nói thừa ngọc sự tình thật xin lỗi mặc dù không biết ngươi cùng thừa ngọc phát sinh qua mâu thuẫn gì thế nhưng hài tử thật sự là không nên tại loại này thời gian gây phiền phức cho ngươi quay đầu ta nói một chút hắn lý tu trúc nghe vậy cười cười mở miệng nói, di nương không cần lo lắng cái này, có lẽ là đứng đội khác biệt, lập trường khác biệt. Ta cùng tam hoàng tử cũng là lần thứ hai gặp, hẳn là không cái gì đắc tội. Nhưng người nào để cho ta cùng thái tử đại ca đi tới gần, có thể hiểu được. nghe vậy huệ phi sắc mặt phức tạp hơn. ai, đứa bé kia là đang nghĩ hắn không có a, à? ai? lý lưu ly tại huệ phi trên thân cọ sát, mở miệng nói, di nương ngươi đừng lo lắng, cũng đừng khó xử, ngược lại tam ca cũng không nghe ngươi lời nói huệ phi tràn đầy cảm xúc nói đúng vậy a à, hài tử lớn có ý nghĩ của mình chỉ hy vọng hắn lui về phía sau quãng đời còn lại có thế an ổn sống sót, sót liền tốt lý tu trúc mặc dù nghe được huệ phi lời nói lực chú ý lại không ở phía trên toàn ở lý lưu ly trên đầu nhìn xem cái kia quả to từng đống dáng vẻ cái này hẳn cảm giác không tệ chứ liền hâm mộ a à. ngoại trừ hoàng hậu tô như nhào nguyệt hắn còn không có gặp qua lớn như thế đương nhiên bọn nhỏ còn tại lớn thân thể tương lai cũng chắc chắn là không thiếu lương lúc này theo tới lý bích giao còn chưa mở miệng chỉ thấy huệ phi lời nói nhất chuyển nói đến trên người nàng bích giao ngươi bây giờ cùng lưu ly gả cùng là một người ngược lại là rất thân nhớ kỹ hồi nhỏ ngươi vẫn là rất sợ nàng nàng cướp ngươi đồ chơi ngươi cũng không lên tiếng lý bích giao nghe vậy cười cười mở miệng nói trước đó không nghĩ tới lưu ly chân thực bộ dáng lại là như vậy nàng bây giờ ta rất ưa thích huệ phi nghe vậy cũng cười cười ngươi a chính là quá cẩn thận hồi nhỏ ăn bánh ngọt đều phải di nương cùng ngươi cùng một chỗ phẩm, ngươi mới có thể yên tâm. Ta phía trước cùng ngươi nói, lưu ly người rất tốt, ngươi còn không tin, bằng không thì nếu là có thể sớm một chút chỗ quan hệ tốt, có lưu ly giúp ngươi đè lên, có thế tốt hơn rất nhiều. Lý Bích Giao cũng không phản bác, trực tiếp nhận xuống. Di nương nói là. Ngươi A, nói xong Huệ Phi nhìn về phía Lý Tu Trúc, tiếp tục nói, Tu Trúc, về sau đối với Bích Giao tốt một chút, Bích Giao nàng trước đó mặc dù không nói đắng, nhưng cũng không bao nhiêu khoái hoạt, Di Nương hy vọng nàng lui về phía sau quãng đời còn lại, trên mặt nhiều điểm nụ cười, sinh hoạt mỹ mãn như ý. Là, Di Nương, tu trúc tất nhiên làm được. Lý Lưu Ly nghe vậy mất hứng tỏ sát Huệ Phi. Di Nương ngươi bất công, ngươi cũng không nói để cho phu quân tốt với ta một chút. Hừ, ta phải tức giận. Huệ Phi cười ha ha, treo gẹo mở miệng nói, hắn nếu là đối ngươi không tốt, ngươi có thể triển lộ thật chân tình. Nhìn thấy ngươi triển lộ bản thân, Di Nương liền biết, ngươi tất nhiên qua cực kỳ hạnh phúc lý lưu ly vừa mới mân mê miệng nhỏ lập tức đắc ý dương lên đó là phu quân ta thiên hạ đệ nhất hảo huệ phi tiếp tục treo gẹo nói a à, đó là ai tại vừa ban hôn thời điểm cùng ta kể khổ còn nói nhất định muốn đem tu trúc ký từ hôn a à, di nương đừng nói đừng nói ngươi cũng khi dễ ta nói xong lý lưu ly vụng trộn nhìn về phía lý tu trúc nhìn hắn không thèm để ý lúc này mới giải thích một câu nhân gia lúc đó không phải tuổi trẻ khinh cuồng trẻ người non dạ còn gặp được nam nhân hư sao may mắn mà có phu quân ta ta mới không có lâm vào hố lửa ha ha lý lưu ly đừng cũng cho là ngươi khen ta ta liền có thể quên ngươi trước đó không phải như thế trước đây thế nhưng là biểu hiện rất kiên quyết a à, đáng tiếc sở thác không phải người ta chỉ là hơi thi thủ đoạn tên kia ta liền hiểu nên làm như thế nào lý tu trúc quay đầu nhìn một chút lập tức mở miệng nói tam ca đâu như thế nào không gặp hắn huệ phi nghe vậy ánh mắt hơi hơi tối sầm lại thường ngọc nói tiễn đưa bọn đệ đệ trở về tiếp đó hắn còn có việc, liền không tới. Ân. Lý Thừa Ngọc bận rộn như vậy sao? Đúng lúc này, Huệ Phi bỗng nhiên tới một câu. Kỳ quái, trong ngày thường cũng không thấy Thừa Ngọc cùng bọn đệ đệ thân thiết như vậy, là vì về sớm một chút sao? Tám thành là không muốn nghe ta lại nhảy a. À. Ai, ta à cái này làm mẹ thật đúng là thất bại, lại để cho nhi tử như thế phiền chán gặp ta. Lý Tu Trúc sửng sốt một chút, cũng không suy nghĩ nhiều. Bất quá hôm nay còn không có nhường đâu, bây giờ có loại hồng hoang chi lực tại thể nội, nhanh không nín được cảm giác hiện lên. Lưu Ly, Bích Giao, các ngươi bồi Di Nương thật tốt ôn chuyện, ta đi trước hoa phòng. Lý Lưu Ly nghe vậy ánh mắt mang theo dò xét nhìn về phía Lý Tu Trúc. Phu quân đây không phải không thích nghe Di Nương lại nhảy a, à. nên không phải lại đi ra ngoài trốn thanh tịnh a, à, cái này Phu quân thế nhưng là có tiền khoa. Nhưng lần này nếu là vẫn là như thế, vậy nàng cần phải cùng Phu quân thật tốt nói một chút, Di Nương thế nhưng là nàng thích nhất người. Lý Bích Giao cũng là như thế nghĩ, Di Nương nàng thật cùng người khác không giống nhau ngô, đều nhìn như vậy ta làm gì, lần trước ta là lạc đường, ta cũng không phải là vì trốn thanh tịnh. Hai nữ nghe vậy, cũng là nội tâm hừ một cái. Chắc chắn rồi, đều không đánh đã khai. Bất quá bây giờ chắc chắn không phải nói chuyện thời điểm. Tấu chương xong. Chương 350, đêm nay ánh trăng rất đẹp gió cũng ôn nhu. Lý Lưu Ly cùng Lý Bích Giao còn chưa lên tiếng, Huệ Phi liền giận trách hướng về phía hai người nói, các ngươi làm gì, tu trúc đừng để ý tới các nàng ngươi mau đi đi. Chớ có nhịn gần chết thân thể, lý tu trúc thật là có cấp bách cho nên cũng không khách khí chắp tay liền cáo từ một tiếng rời đi bất quá lần này không giống với lần trước hậu cung đều là người mình xuất giá công chúa cũng chỉ có bốn cái còn một cái chết hai cái tại biên quan ngoại trừ lý tu trúc chỉ có một cái phò mã tới còn tại tan cuộc sau rời đi là lấy lý tu trúc đi ra căn bản không thấy dẫn đường cung nữ cái này cũng rất bó tay rồi cũng không thể lại trở về tìm cung nữ cho mình dẫn đường đi lại nói phân công khác biệt cũng không phải tất cả là cung nữ đều biết hoa phòng an bài phải, tùy tiện xem một chút đi, chỉ cần gặp phải người, chắc là có thể tìm được đi vệ sinh chỗ, cùng lắm thì cùng thái giám mượn dùng phía dưới. Lý Tu Trúc dưới chân đạp lăng ba vi bộ, nhanh chóng tại hậu cung di động, bất quá cũng không đi ra bao xa. Nơi này chính là hoàng hậu cung điện, người hầu hạ tự nhiên càng nhiều, chỉ là hắn không nghĩ tới, tại một cái mở ra phía trước cửa sổ, hắn thế mà thấy được Nguyễn Văn Quân. Ân. Tu Trúc ngươi đây là. Nguyễn Văn Quân đầu tiên là khẽ giật mình, trước tiên mở miệng phải biết đây chính là hậu cung cũng không phải lý tu trúc có thể tùy ý xông loạn cho nên phản ứng lại nàng âm thanh cũng không lớn lý tu trúc đã sớm nghe được cái này có tiếng hô hấp không nghĩ tới còn chưa mở miệng liền thấy nàng trong lúc nhất thời cũng là im lặng không nói nên lời nghe vậy cái kia mãnh liệt hồng hoang chi lực phản phất càng thêm mãnh liệt ngô nhanh lên mang ta đi hoa phòng trước hết để cho bên ta liền một chút nguyễn văn quân khẽ giật mình lập tức bừng tỉnh không nghĩ tới lý tu trúc lại là bởi vì cái này tới nguyễn văn quân cười một cái vội vàng mở miệng nói vậy ngươi nhanh chóng vào đi trong phòng ta có bình nước tiểu lý tu trúc nghe vậy cũng không đi cửa trước trực tiếp trên thân nhấn một cái một con diều xoay người phóng qua nguyễn văn quân tiến vào nguyễn văn quân khẽ giật mình không nghĩ tới lý tu trúc thân thủ giỏi như vậy bất quá nàng sững sờ lý tu trúc cũng không có sững sờ nhanh lên bình nước tiểu ở đâu lý tu trúc vừa nói trên tay cũng không chậm một bên cởi áo vạt áo hiển nhiên đã là nín đến cực điểm người có ba cấp bách không phải ngươi là cao thủ liền có thể đình chỉ. Mặc dù thời điểm then chốt cũng có thể điểm huyệt tiệt mạch nín, nhưng mà như thế sẽ đối với bàn quan tạo thành tổn thương, hơn nữa cảm giác kia cũng là càng ngày càng khó chịu. Thật giống như vọt lên thủy khí cầu, càng lúc càng lớn, cuối cùng bành một tiếng. Nguyễn Văn Quân cũng nhìn ra Lý Tu Trúc vội vàng, vội vàng mang Lý Tu Trúc đi tới một cái góc. Thân là hoàng hậu nàng tự mình giúp Lý Tu Trúc mở ra bình nước tiểu, đưa tới Lý Tu Trúc trước người. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn xem bên cạnh cái bô, nhìn lướt qua nguyễn văn quân nguyễn văn quân tự nhiên biết có ý tứ gì mở miệng nói hậu cung liền bệ hạ một cái nam nhân dùng cái này nếu là dùng ngày mai sẽ phải truyền ra lời nói đi lý tu trúc lập tức dây hiểu một bên nhường một bên nghi ngờ nhìn bốn phía hỏi ngươi trong cung thị nữ đâu nguyễn văn quân nghe vậy rất tự nhiên mở miệng nói tối nay thế nhưng là tết nguyên tiêu ta muốn nhìn xem mặt trăng muốn nhìn một chút trên kinh thành bầu trời đêm cho nên ta để các nàng đi ra nói xong nguyễn văn quân quay đầu liếc mắt nhìn mở ra cái kia phiến cửa sổ ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, trăng sáng nhô lên cao, màu da cam khổng minh đang cùng trên bầu trời màu bạc trắng ngôi sao đang xen thành huy. Đêm nay ánh trăng rất đẹp. Lý Tu Trúc nghe vậy, theo bản năng tiếp một câu, gió cũng ôn nhu. Tiếp xong Lý Tu Trúc khẽ giật mình, lời này tự hồ không nên dùng tại ở đây. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hùng Dũng thử tiếng nước vào lúc này hết sức rõ ràng, để cho bản mập mờ bầu không khí có một chút như vậy không quá hài hòa. Nước tiểu có chút hơn, cho nên hơi dài, Nguyễn Văn Quân hơi hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn, bỗng nhiên, phốc phốc, cười. Ngươi đây là nhẫn nhịn bao lâu, cái này lượng thật là không thiếu. Lý Tu Trúc nghe vậy cũng là lúng túng cười cười. Vốn là vừa rồi có cảm giác liền chuẩn bị bên trên, kết quả lưu ly mang ta thấy phía dưới Huệ Phi, ta cũng không tiện một câu gọi đều không đánh liền rời đi a. À. Lý Tu Trúc lời ra khỏi miệng mới ý thức tới không thích hợp, quả nhiên bởi vì lưu ly hai chữ, Nguyễn Văn Quân lần nữa cúi đầu, lần này lại trầm mặt rất nhiều. Thẳng đến Lý Tu Trúc tiểu xong, thả xuống bình nước tiểu đồng thời nàng mới mở miệng, sâu kín nói, Lưu Ly ngược lại là cùng Tô Anh so cùng ta thân, ta vị hoàng hậu này làm, không được ưa chuộng. Vô luận nhi tử hay là con gái, đều cùng ta không còn thân cận. Lưu Ly còn tốt, nhưng là cùng Tô Anh so sánh, ta cái này làm mẹ thực sự là ghen ghét. Có thế ta lúc đầu nếu là không tranh vị trí này, nhiều bồi bồi bọn hắn, sẽ tốt hơn nhiều. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười, theo bản năng sờ lên Nguyễn Văn Quân đầu. Đó là bọn họ không hiểu ngươi, ngươi nếu không tranh, bọn hắn như thế nào có an ổn sinh hoạt. Đế vương gia cũng không phải người bình thường nhà, vì có thể sống khỏe mạnh, rất nhiều người đều không thể không lục đục với nhau. Hơn nữa làm hoàng hậu muốn thống ngự hậu cung, cũng nên có chút uy nghiêm, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Nguyễn Văn Quân nghe vậy, ánh mắt sáng tỏ nhìn xem Lý Tu Trúc. Mà Lý Tu Trúc lúc này cũng tại chú ý tới mình động tác chỗ không ổn. Ngô, vô ý thức, chớ để ý. Nguyễn Văn Quân nghe vậy, tại Lý Tu Trúc vừa mới đỡ qua côn, lại sờ qua đầu nàng, không kịp thu hồi trên tay dùng đầu lần nữa cọ sát dường như đang dùng hành động nói cho hắn biết, nàng không ngại. Lý Tu Trúc cười, khắc sâu quen biết Nguyễn Văn Quân hắn, trong lòng bỗng nhiên đối với sự tình trước kia có một loại mâu thuẫn cảm giác. Cảm giác chính mình khinh mạng nàng, có chút ấy nấy, lại có loại không hối hận cảm giác. Cũng rất mâu thuẫn. Lý Tu Trúc cúi đầu, Nguyễn Văn Quân ánh mắt bắt đầu biến phức tạp. Có tâm động, cũng có do dự, cuối cùng không biết như thế nào đối mặt Nguyễn Văn Quân nhắm mắt lại. Khuôn mặt dễ nhìn bên trên, lông mi hơi hơi rung động, có thể cảm nhận được nó trong lòng chủ nhân không bình tĩnh nửa chén trà nhỏ sau lý tu trúc tài buông ra nguyễn văn quân nguyễn văn quân nhẹ nhàng thở ra lúc này mới cảm giác sống lại bất quá vừa mở ra mắt nguyễn văn quân liền thấy lý tu trúc ánh mắt ăn sống người nàng vội vàng quay đầu qua sao không dám nhìn nhiều dìu ta uống nước được sao tự hồ cảm thấy dạng này có chút làm kêu nguyễn văn quân quỷ thần xuôi khiến giải thích một câu trên người của ta không có gì khí lực lý tu trúc nghe vậy khẽ giật mình bỗng nhiên cười ra tiếng nghe tiếng nhất thời nguyễn văn quân ngẩng đầu một bộ khổ đại cừu thâm nhìn xem lý tu trúc giống như tiểu lão hổ giống như căm tức nhìn tự hồ muốn nói ngươi còn cười còn không phải bởi vì ngươi lý tu trúc cũng không sợ nàng tại nguyễn văn quân nhìn hầm hầm bên trong ôm nàng lên một tiếng nhẹ giọng trong tiếng kinh hô nguyễn văn quân giả tạo nhìn hầm hầm trong nháy mắt phá công đỏ mặt không còn dám đi xem lý tu trúc cũng may thanh âm không lớn cung nữ cũng đều bị nàng đuổi đi bằng không thì nói không chừng sẽ có người nghe được lý tu trúc đem nguyễn văn quân sau khi để xuống Lúc này mới nhớ tới cái gì, nghi ngờ mở miệng hỏi, Loan Loan đâu? Tại sao lại không có thấy nàng? Bổ canh. Tấu chương xong.